Xin chào quý vị, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi xin hướng dẫn chia sẻ một số những kiến thức về trồng cây lá lốt ở Melbourne, Australia. Thì đây là cái khu vực lá lốt mà tôi đã ươm từ cái cọng lá lốt lên. Đây, các bạn thấy. Đó. Ở những cái xứ nhiệt đới như ở Việt Nam ấy thì trồng cái cây này nó dễ lắm, không có gì phải nói chuyện hết á. Nhưng mà ở Melbourne này, cái xứ hậu khí hậu nó nóng lạnh thất thường nó trồng nhiều khi nó khó lên lắm, là dành cho những người mà đam mê thích trồng cây ấy, mà nhất là những cây khó như cái cây này. Thì tôi cũng xin chia sẻ những kiến thức mà tôi tìm tòi và hiểu biết. Đấy, quý vị thấy không, cái lá lốt nào, nhìn thấy chưa, cái này là gói được trả này, thấy không? Đó, thì bây giờ làm sao để có những cái cây lá lốt như này. Ok, đó là mấy con gà. Rồi, trước tiên á, để ra được cái chậu như vậy thì các bạn cần ươm cành trước khi mà đưa ra được những cái chậu như thế này. Đó, để trồng á. Bây giờ thì thời tiết hôm nay là không biết là bao nhiêu độ. Ok. Đó, hôm nay các bạn có thể nhìn thấy cái thermometer này á, là cái nhiệt kế chuyên dùng để cho quan sát cái nhiệt độ môi trường. Thấy thermometer chưa? Đó. Thì cái vùng này từ 20 độ cho tới đây là cái vùng này nè. Độ C nhá. Độ C này đó. Thì 50 là cái khu này là recommended temperature in summer. Thấy chưa? Là cái vùng này là cái vùng ok về cái nhiệt độ. Thì nhiệt độ như thế này á là lý tưởng. Nhưng sometimes á, hầu hết ở Melbourne này nhiệt độ nó không có always như vậy. Thấy không? Khi lạnh quá, nóng quá mà thay đổi thường xuyên luôn, mà đa số là lạnh, mùa đông là không có trồng được những cái cây như vậy. Đó, thì tôi sẽ giới thiệu cho các bạn làm sao để mà ra được cái cây lá lốt nha. Thì trước hết á là mình phải biết ươm cây lá lốt. Ươm thì đơn giản lắm. Như vậy, các bạn mua lá lốt về các bạn cắt cây ra, lấy lá ăn, rồi cái cọng ấy đừng có đem bỏ rác. Nếu mà bạn nào mà đam mê về cái trồng cây á, thì có thể tham khảo về cái này, thấy chưa? Thì cái cây lá lốt ấy, những cái chọn cái cành nào mà nó khỏe đó, nó có những cái mấu này nè, mấu này nhiều này, thấy không? Đó, thì những cái tất cả những cái thấy lá này, rồi cái chồi ấy, là nhú ra là nó thường nhú ở những cái mấu đó. Đó là cây nhỏ nhá. Cây là cái gì đây? Đó, nhìn thấy cái mấu không? Mấu nè. Nó ra ra nè. Đó, khi mà nó ra lá như vậy đó là có nghĩa là cái rễ ở dưới là cũng tương đối là ok rồi đó. Đúng không? Nè, thấy không nào? Lá này là dưa dễ là ok đấy. Cái cây này á có thể đánh ra chậu ngoài được rồi nè. Thì cái cách cái cắt cái cành xuống này thì chúng ta phải để ý là cái cắt dưới nhá, để cái mấu lại, cắt gần sát thế này, rồi lấy cái tô vít hay lấy cái kỳ que nhỏ đó cắm xuống đất, rồi ươm xuống, cắm xuống đây đó, rồi nén chặt đất vô. Đó, thứ hai đó, đất đó, là cái đất chuyên để ươm hạt, seed raising và cutting mix, rất rất là mịn, nhỏ lắm, hạt nó nhỏ lắm, thấy không? Nào, hạt nhỏ xíu này. Thứ ba là cái cây này là cây nhiệt đới, đó, cho nên là nó cần ẩm. Thì á, chúng ta có thể lấy những cái như thế này. Tôi thì tôi có cái chảo không có xài tới thì tôi bỏ ra tôi ươm cây, hay là những cái gì mà chúng ta có thể sử dụng được thì chúng ta lấy xuống. Cái nữa đó là cái dưới những mỗi một cái chậu này các bạn có thể xài bằng chậu gì? Chậu sành này, thấy không? Nhựa này. Và chậu plastic và cái này ceramic này, sành nha. Thì tất cả những cái chậu sành này á ở dưới các bạn phải chọn những cái loại mà nó có lỗ. Lỗ đó.
cái lỗ này á, biết làm gì không? Cái lỗ này là để nó hút cái nước lên. Cái nước này nó hút, chúng ta không ươm, chúng ta không có tưới, cây nó xả bao nhiêu nó sẽ hút bấy nhiêu. Nhiều khi chúng ta tưới vào một cái chai, một cái chậu đó, nó nhỏ xíu, nó nhiều khi nó nhiều ứ nước quá, ít nước quá, nó không, nó tự điều chỉnh cân bằng được cái lượng nước của nó, thấy không? Cho nên là cái này nó tự, nó cần bao nhiêu nó hút bấy nhiêu, nó bay hơi bao nhiêu nó hút bấy nhiêu thì cây nó tốt. Rồi khi mà cắt vào để ra được như thế này á, chúng ta phải cho vào một cái thùng, cái xô hay là bất cứ một cái gì mà nó kín đó. Tôi xài bằng cái xô này, và sau đó các bạn á đổ nước xuống như thế này. Hoặc nếu mà cái bự thì đặt nguyên cái này vào trong, có nghĩa là đổ nước vào đây, đổ nước vào đây khoảng độ qua qua cái này thôi, qua cái này một tí xíu thôi, khoảng độ 1 cm 2 cm á. Đặt cái chậu này vào, đặt lại vào. Ok, đặt vậy đó. Rồi làm sao? Các bạn lấy cái cây chống lên vậy nè. Cái cây gì đó, chống cao lên. Xong bắt đầu tụp lại thành cho nó cái giữ cái độ ẩm môi trường của nó ở trong này để cho cây nó phát triển tốt. Đó. Rồi sau khi mà cây nó ra mà thấy cứng cáp khỏe mạnh như vậy đó. Đó là các bạn có thể đưa ra cái chỗ mát mát tí, chứ đừng có nắng quá. Nắng quá nó cháy cháy lá đó. Đó, nó phải cứng cáp. Rồi tôi sẽ chỉ cho các bạn cái ươm trong chậu nào ha. Đây là cái khu vực mà ươm ươm cây khi khi mà cành ra, thấy chưa? Đó, tôi chụp vào trong cái xô nó moi trở cái đó. Cái này nó kích thích đấy, tôi để là có mấy hôm bây giờ nó ra lá, nó cái xanh um này. Ok, đấy, cái cây đơn giản lắm, cứ làm sao mà nó kín được. Rồi tùy theo cái nhiệt độ đó mình trồng thì mình để ý thôi. Ok, này cái cây để chống ở trong này, cho nó cao cao lên thôi. Đó. Thấy chưa? Chăm hay hơn bằng tay quen. Các bạn thấy không? Đó. Là cái cây này cho nước vào dưới nè. Cái chậu này nha, chậu sứ nha. Thế nhưng nó đang ra ra mầm đó. Cái cây này nó muốn tốt đó, là cái rễ nó phải tốt. Mà muốn ra rễ được cái lá lốt này là rất là khó. Cho nên các bạn phải ươm rất là cẩn thận. Ok. Đó. Là cái gì? Rồi, chụp lại cho nó kín, nó okay. Nhà kính mà. Rồi tôi giới thiệu cho các bạn cái này, mua cái đất này nè, Seed Raising and Cutting Mix đó, cái hiệu này nó khoảng 10 đồng ạ, một bao là các bạn có thể ok. Cái này là theo hướng dẫn của trong instruction nên nó không có được ươm ở ngoài nắng trực tiếp, mà tốt nhất các bạn qua một cái mái, ok, chỗ là mát mẻ nhưng mà vẫn có nắng chiếu vào là tốt nhất. Ok, đấy, sau khi mà ươm nó ra cứng đó thì chúng ta lấy ra khỏi cái chậu úp về. Rồi chúng ta vẫn phải giữ nguyên cái trạng thái của nó, nước non đầy đủ, là nước này, điện này không không cần lắm, nó có ánh sáng mặt trời là tốt nhất đó, chưa nó lên đó, nó lên là nhớ được. Cái các bạn khi ươm đừng có để ý những cái, để ý đừng có xài những cái cây mà nó không có mấu mắt nhé, ở trên nó ít nhất là phải có cái mắt như này đó thì nó mới ra lá. Không là nó ra những cái chỗ này này. Đó, mắt á. Và cái mắt này cũng là cái mắt ra rễ luôn. Nếu mà cho hai cái mắt xuống dưới đất á, ghim xuống càng ngon, càng ra gút. Chưa?
Đó, một cái lưu ý nữa là các bạn á, đừng có tiếc khi mà cắt cây lót và cắm xuống đó. Cắt nó chọn cái cây khỏe mà cắt nó ngắn ngắn một tí cũng được để cho nó lùi rễ. Mình cần rễ chứ mình không cần lá. Ban đầu để cần rễ trước. Ví dụ như cái cây này. Ok, cây nào? Cây này nha. Đó. Là sao? Là cái rễ nó mọc từ đây là cái cây này về sau là cứng lắm này nè. Đó. Những cái nào mà nó mọc từ đầu là cứng. Đây cái này. Cái cây này nha. Ừ, thấy chưa? Là nó đâm từ dưới rễ nó đâm lên đó. Thế nào? Đây nè. Là cây này cũng khỏe mạnh lắm này. Thấy chưa? Là nhìn nhìn nó đâm từ gốc lên. Đó, cái cây này bây giờ về sau là ăn khùng luôn, nhiều lá lắm. Đó, mấy chú này là cũng ok này, nó đâm từ rễ đâm lên. Mà cái rễ này là cái có cái mấu đó, cái mấu giống vậy nè. Là mình cắm xuống đó thì nó ra cái này. Đó. Đất đai thì luôn luôn ẩm thấp. Tưới tương đối, nếu mà các bạn làm được cái ly lông nhà kính mà lúc nào nó cũng ẩm thấp như vậy á, nó đỡ được cái gió và cái lạnh của Melbourne khó trồng. Đó, ok. Đấy, có gì các bạn cứ chia sẻ đóng góp ý kiến. Tôi sẵn sàng chia sẻ. Quý vị xin ủng hộ bằng cách nhấn like và subscribe. Cảm ơn tất cả mọi người. Đây là mấy con gà nuôi chơi. Cho ăn đồ organic không? Ừ, rau vừa mới hái nè. Cho lan. Đấy. Gà bây giờ nó nghe báo động nghĩa là nó ra nó ăn ăn rau. Luyện gà là cũng luyện. Gà nó dạy dỗ là lên gà. Người dạy dỗ thì lên người. Cho nó có một chút hiểu biết. Đó. Gà này là ba con này là đang đẻ trứng. Ừ. Ăn rau sạch, uống nước sạch, thức ăn sạch, có gà trống luôn. Cho nó có trống có mái ăn quả trứng nó mới tốt. Nhưng mà nếu mà nuôi gà trống thì cũng phải lên để ý hàng xóm. Người ta có ok không? Nếu mà người ta thấy được thì mình nuôi trứng gà. Đây là trứng mà gà nó đẻ buổi sáng hôm nay. Đó. Đấy, nếu mà muốn tẩm bổ đó, lấy cái quả trứng này mút luôn. Mút luôn hoặc là đánh cà phê buổi sáng hay là đó, hôm nay hai quả, ba con nó đẻ có hai trái thôi, không biết có lúc đẻ lúc không, nhưng mà nhà mình thì mình cũng không ăn nhiều. Rồi, cảm ơn các bạn ha, thank you.